Hello mọi người, lại là mình đấy, Jun nè. Trời hôm nay thấy cô ti không? Quay clip của ngày hôm nay không phải là một cái màn trò, quay cũng không phải là một cái clip thử thách gì cả, mà clip này mình cũng không biết đặt chủ đề là sao nữa mọi người. Cứ quay clip trước rồi đặt sau ha. Thì hồi giờ là mọi người xem clip của mình thì cũng đã biết mình làm clip thì lúc này nó cũng hơi bị chỉnh chu tí, có đôi lúc mà nó hơi bị bừa bộn tí xíu thôi, nhưng mà không sao, hầu hết những clip đó đều là khó chịu quá. Ủa cái gì vậy trời, đang nói chuyện mà khó chịu cái gì vậy? Vậy là nó không muốn cho tôi nói chuyện à? Mình nghĩ là clip này mình sẽ không bao giờ mình đăng, nhưng mà sau khi mà mình xem lại mình thấy nó cũng ok. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tới với clip là mình phải quay trải nghiệm mini game cái đã. Đi thôi. Quay đây là clip của ngày hôm qua thì vẫn giống như thường lệ, tên của mấy bạn đã bình luận thì nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ quay nha. Hôm nay là sẽ có một bạn. Rồi xong bạn Uso luôn gì vậy? Ui. À đằng sau ui nha em ơi, lại bạn khác nha. Rồi, bạn Tiết Dương bước 1 hoàn thành, bước 2 là tên, bước 3 là ID, bước 4 là gối thổi hoàng à. Chúc ai ngủ gầm cầu sớm. Đó đó, xem có được không? Những bạn fan mà chúc gì không? Chúc tôi ngủ gầm cầu không à. Cái mặt thì ghét thiệt cái chứ. Nói là nói vậy thôi chứ là vẫn mua cho em nha. Đấy mọi người, hiện tại là mình đã nạp cho bạn ấy là cái gối 18 thổi hoàng rồi. Thì em ơi, em nhớ là vô thôi chip về của anh nhé. Tiếp đến là mini game của ngày hôm nay, mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là cái gói thú cưng kéo này, hoặc là cái gói 18 thổ hoàng và 6 kim cương. Những ai mà muốn tham gia mini game thì đừng quên là để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, nhấn cái chuông nhé. Bước thứ hai là bình luận tên, bước thứ ba là vô cài đặt nè, sao chip ID lại. Và bước thứ tư là mấy bạn hãy chọn với mình là một trong hai cái gói đó, ngày mai là mình sẽ trả kèo. Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với Jun Thúi. Ủa gì vậy? Ở giữa mặt nha, cái con thỏ đều tai nghe. Tất cả cái yêu cầu nữa kìa. Ok, tới với clip nha, get go. Em thân thờ nhớ đến ai? Mày hả? Giỡn mặt hả? Ta. Cùng nhớ đó. Ủa vậy? Nó bắn em. Thằng này nó gan thiệt. Mày nhờ vô đây. Mày vô đây. 6. Mặt trời kỳ du ở đâu? Ngày chưa nhanh thì rất lâu, như là mình sẽ kết nhau. Anh sẽ ngay vâng là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tan. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh. Trong đi đó đài mình ôm trên mai liễu lo, trên ngọn cây từ lúc yêu anh chắc em chẳng có bình thường. Trời tháng 8 có mưa. Ê cái gì nè người đang ngủ chưa? Năm nhớ đến... Mày bắn tao hả? Mày giỡn mặt hả? Năm nhớ đến khóe môi im mỉm cười, nhiều lúc muốn hỏi xin người có thấy nhớ im. No. Bắn vào đây nè. Tao nè. Ây da. Hết đạn. Người có thấy chán mà trái tim em sẽ sốt kín, bước tiếp tình yêu này sẽ thành ra nắng mưa như màu nói tiếp, người sẽ đến dù lâu ai biết đâu. Người về ai thế giờ người chẳng bên, người sẽ bên em nhé, chẳng bao giờ đổi thay. Em yêu biết mấy, mà đôi ta như trời với mây. Cái gì vậy ô này? Cái gì vậy? Là sao vậy? Nhưng mà hay không? Hay. 10 điểm. Chấm điểm mày. 10 điểm. Yeah. Ui. Bên này ơi. Ha. Gì vậy trời? Ủa bà nào mày ngủ thiệt con trời, mày bé khờ ghê vậy, dậy nè. Hả? Thì hôm nay là anh vừa làm một điều mà kiểu như là chắc hẳn là ông này sẽ vui á. Làm gì mà em vui? Anh mới đăng clip, những clip mà vô tri của em. Ở đâu ra mà đăng? Trời ơi, anh cái gì mà không có chơi, vấn mặt hết chơi. Gì vậy? Ừ, lát nữa xem clip thì biết nha. Nhưng mà... cái gì vậy trời? Ừ, thì lát nữa xem clip đi rồi biết. Được.
hết biết nói gì rồi. Ủa nhưng mà em có biết đăng clip gì không mà hết biết nói gì là sao? Tự nhiên đăng clip vô chi, đăng clip gì chạy? Ờ thì vậy mới gây cho tò mò trời. Ê tò mò thiệt luôn á, mấy giờ mình lén mấy bạn cho coi trước được không? Giờ em hát một bài đi rồi xong rồi anh sẽ cho em coi. Không hát nữa đâu, ngày nào cũng mắc hái hết mệt rồi. A few moments later. Dâu chẳng phải là mối tình đầu, hai ta đã từng tay vỡ, ngỡ chẳng có người sau. Em ôm mộng về một giấc mơ yêu đương ngọt ngào. Anh cũng học được vài cách yêu thương ai làm sao. Và áo có nhân em sẽ là anh chăm một vài con cá tưới cho khu vườn hoa. Hai ta cùng cười ngốc nghếch, gói tay xem chuyện hài. À, thôi được rồi, anh ơi. Ờ, nhiều lá thôi, mình anh nghĩ ra, nhiều lá thôi này. Trời ơi, cuốn ơi. Rồi, ok, sẵn tiền đây là mình sẽ vô mình chơi mini game luôn nha. Ê, hình như là, ủa, sao mới vòng đầu tiên mà có 8 người vậy hôm nay? Hình như là mình ở bên phố Âu nên là nó ít người chơi á. À, quý, vậy thôi mình chơi luôn đi. Mình nghĩ là mình trời có thể là thắng được mấy bạn phố Âu luôn á. Ghê vậy. Ừ, anh là Ngọc Jun hai cái be mà giỡn quá trời. Anh có thể thắng được mấy bạn nhưng mà anh không thể thắng được tôi đâu. Ây da, tí anh. Oh no. À, không có cười nha, tí mà hay cười quá. Đây, bây giờ nè, anh biết cách đi rồi. Ủa gì vậy? Ủa sao nó ngược này nè. Ê, từ từ nha, tôi thấy là cái gì, cái này là nó hơi bị sai á. Ê, em bỏ rất xa anh rồi đó Chun Chun. Ủa này ơi, cái máy mày cứ tán bạn thôi à, chờ anh với. Ủa này sẽ lấy cái top 1 cho anh. Ây da, đây, à, cho cái này là mình phải nhảy qua à. Giờ mới biết luôn. Chúng lẽ đi qua chạy. Anh đâu có biết đâu, anh tưởng rồi. Anh chạy quá trời luôn, mình sẽ thấy đứng yên tại chỗ hoài à. Oh no, nè, ô này nè. Ủa đụng vô. Ô này nè. Đụng vô mấy cái thanh này là xỉu. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Zombie play sao mà xỉu được? Nè. Nè. Tí cái đùng nghĩ sao vậy? Tí cái đùng. Ghê vậy, ghê. Ủa, anh được top 2 luôn nè, ô này. Ô này đứng đây được 80 phút rồi. Giải. Oh no, đâu hay lại là cái map này của này, anh bị cái đèn nó phong ấn hoài à. Để anh này chọc cái đèn cho nó bể rồi à. Anh chạy qua nha. Tôi thề luôn, tôi cho map này mà kiểu như là mấy cái đèn nó đi quay đi lại á. Mày tôi xỉu hoài luôn. Không biết lần này tôi có xỉu hay không. Đây, tôi trần ngược màn hình luôn nè. Giỡn mặt ha. Huyết. Gì chạy? Ô map này có 5 người thôi à. Đúng. Tính ra là mình về phố ông mình chơi mini game nó cũng dễ hơn này. Nhưng mà nó ít người. Nó ít người nhưng mà mình chơi được mấy quán mình có cơ hội được hạng 1. Anh té một cái là anh thua luôn á chứ tới mà hạng 1. Sao mày tí được? Anh là ai? Anh là Zombie Play sao mày tí? Ghê vậy. Nghĩ sao Zombie Play luôn à. Nè. Ủa em chạy quay được luôn à? Chạy được chứ, hôm này mà. Ghê vậy. Đây anh đằng sau em nè. Bây giờ em chỉ cần em sơ sức em tí một cái thôi là anh sẽ què mà. Hôm này là ai? Hôm này là Ngọc Ni hay các bạn? Ủa gì vậy? Ủa? Sao anh mỗi lần anh chơi mini game là nó cho anh vô map từng cái đèn không hả này? Ý nó biết anh bị cái đèn không mấn á. Anh sẽ cố giữ lại 5 tim. Anh giữ được 1 tim là anh mừng rồi đó, 5 tim. Bất giỡn đi trời. Anh sẽ 5 tim không mất cái tim nào cả. Mất tim sủa gâu gâu nha. Ờ coi thử ai mất nha. Đó. Giỡn mặt hả? Lì. Ờ để mà xem sao? Để mà xem chuẩn bị là mọi người nghe Uni sủa cái gâu gâu nè. Uni mà có mất tim là phải nói nha, không có chơi ăn gian nha. Anh á, tôi đứng tôi nhìn anh luôn nè, anh ở đó mà anh nói nhiều. Nhìn gì mà nhìn? Anh quay lại clip mà nhìn vậy? Nè, tôi ngồi xuống luôn nè tí ra. Mấy bạn sẽ nghe con chó chun chun. Ờ bất giỡn này nghĩ sao lần này tôi sẽ Ê, nghĩ sao vậy? Đó. Uni, trời ơi. Mất tim. Mất rồi đúng không? Không có mất. Oh no, anh còn có 1 tim mà Uni. Trời, chưa sổ. Uni còn mất tim không? Không, Uni còn 5 tim. Gâu. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tốn với đầu 4 nha. Uni ơi, em đi đường nào là em phải nói ai nha Uni. Ok. Anh nghĩ là nếu mà cái đầu tiên á nha là chúng ta sẽ chạy ở dưới ô này. Ở dưới. Ô này cũng nghĩ là ở dưới. Đúng rồi. Ô này nghĩ là ở dưới. Không nhưng mà không, yeah. không sao, chủ yếu là khúc cuối cơ. Thì cái này là ở trên. Ở dưới em ơi. Yeah. Trời ơi, ô này biết chơi game không vậy? Oh no. Ở trên luôn nè. Lên luôn hả? Ừ. Không? Phải. Wow. Cái chính giữa luôn cái này. Yeah. Hai đứa mình thua rồi, hai đứa mình no chạy sau rồi. Oh no. Thắng cái ở dưới luôn nha ông này. Rồi cái ở cái quân luôn no. ở dưới luôn này. Trời ơi. Rồi xong, chúng ta sẽ tới với râu năm cướp vương miện. Cái này chơi sao ông này? Chạy lại lấy cái vương miện xong chạy đi thôi. Chạy đi luôn hả? Đúng
này cho cha mượn cái vương miện nha. Ừ, anh sẽ đi nấp luôn. Ừ, anh sẽ ngồi lại nấp luôn đó. Ê, oh no. Có khi nào là còn mấy chục giây là mấy bạn ấy lại cướp của anh không? Tất nhiên rồi, còn khoảng 20 giây cuối là anh phải chạy đi, chứ không là mấy bạn ấy sẽ cướp của anh á. Bạn kêu xỉu. Ủa, anh chưa cái quân miệng cho bạn kêu mấy món gì bạn kêu xỉu. Xỉu. Lấy lại đứng yên ơi. Oh no, mồi anh xỉu luôn nè. Xỉu rồi kìa. Oh no, nè xỉu. Rồi mất cái tích một. Vậy còn 15 giây mày nghĩ sao vậy? Nè, 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 giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Dạ, dạ. Dạ, 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 dạ. Ghê vậy. Ê, oh no, oh này. Này, này. Ok, và clip của mình chắc là đến đây cũng kết thúc rồi. Thì hôm nay là một cái clip mà kiểu như là mình cũng không biết clip gì nữa. Thì nói chung là chúc mọi người là cuối tuần vui vẻ nha. Ôi này, có muốn chúc mọi người là cái gì không? Chúc mọi người cuối tuần ăn cơm cháo vui vẻ. Không miếng, không miếng. Thôi chịu rồi. Đó, đó, đó. Cái này là người mấy bạn buồn luôn hả trời. Hay cơm cháo.